Sau 3 ngày xét xử, ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên án sơ thẩm vụ án hủy hoại hàng trăm hecta rừng xảy ra ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đối với 4 bị cáo Huỳnh Anh Khương, Phạm Xuân Trình, La Ao Kính và La Lan Thập. Liên quan đến vụ án này, một số cán bộ có liên quan cũng bị xử lý kỷ luật. Đây là vụ phá rừng lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Cụ thể, Huỳnh Anh Khương, nguyên cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Đồng Xuân, bị phạt 8 năm tù giam. Phạm Xuân Trình, La Ao Kính, trú xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, bị phạt 7 năm 6 tháng tù giam. La Lan Thập, trú xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, bị phạt 7 năm tù giam. Cả 4 bị cáo đều phạm tội hủy hoại rừng theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, đơn vị quản lý rừng với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.